Trong danh sách 10 cá nhân được đề nghị khen thưởng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2024 có ông Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 14-15, ông Phạm Quang Nghị đã luôn thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố. Với trách nhiệm và tình yêu dành cho Hà Nội, ông đã góp phần định hình một nền tảng mới cho Hà Nội, trở thành điểm tựa, thành động lực phát triển mới để đất rồng bay hội nhập cùng thời đại. Chặng đường 10 năm trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội của ông Phạm Quang Nghị gắn liền với những đổi thay, những sự kiện lớn, những việc khó chưa có tiền lệ ở thủ đô. Trong đó có những dấu mốc quan trọng như đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập. Cảm nhận được sức nóng, sự va đập, ảnh hưởng tác động nhiều chiều qua từng công việc, nhất là vào thời điểm có những vụ việc, sự kiện quan trọng xảy ra. Ông chia sẻ áp lực của công việc không đơn thuần chỉ là yêu cầu đòi hỏi buộc chúng ta phải tìm ra lời giải, mà còn là thách thức về chỉ số, thước đo phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trí tuệ của mỗi người. Chăn trở suy nghĩ để mà thực hiện cái nghị quyết 15 Quốc hội làm sao để đảm bảo cho nó thành công ấy, thì một trong những việc lớn, việc khó mà tôi suy nghĩ nhiều là đây cái việc tổ chức, sắp xếp bộ máy và bố trí cán bộ. Sở dĩ cái việc ấy nó vừa là như là cái tiền lệ phải làm đầu tiên. Mình phải làm xong cái việc ấy rồi mới bắt đầu những việc khác được. Nhưng mà rất là mừng do những cái chủ trương đã đúng đắn, do cái cách chúng ta tổ chức thực hiện nó hết sức là dân chủ, nó rất là hợp tình, hợp lý, cho nên đã đoàn kết được cái đội ngũ cán bộ của hai địa phương. Tôi có rất là nhiều kỷ niệm với lại đồng chí Phạm Quang Nghị trong gần 10 năm. Nhưng mà có lẽ là cái điều mà tôi muốn nói ở trong cái phong cách lãnh đạo của đồng chí, đó là vừa phát huy được cái tinh thần dân chủ nhưng mà tăng cường kỷ cương. Dân chủ nó thể hiện ở cái chỗ là trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ấy, thì đồng chí Phạm Quang Nghị luôn luôn gợi mở, luôn luôn khích lệ cái sự phản biện, cái tinh thần đóng góp ý kiến của tất cả mọi người. Ông Phạm Quang Nghị chia sẻ, việc ở Hà Nội nhiều như nước sông Hồng, nên khi còn công tác, dù đã tận tâm và tận lực, nhưng ông vẫn thấy rằng mình vẫn mang nợ thành phố rất nhiều. Chính vì vậy, dù đã nghỉ công tác, ông vẫn tiếp tục làm việc, cống hiến, phục vụ thủ đô. Là người cán bộ, là người đảng viên, lúc nào mình cũng vẫn có thể đóng góp cho việc chung được. Miễn là cái suy nghĩ, cái tư duy của mình nó phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Và cái thứ hai tức là đừng có mang tính riêng tư, đừng có gắn cái lợi ích cá nhân, nhóm hay thế nọ thế kia vào. Trong giai đoạn ông Phạm Quang Nghị là người đứng đầu Đảng bộ thành phố, Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, không chỉ để giải quyết vấn đề trước mắt mà còn hướng tới tương lai xa hơn, như nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Quốc hội ban hành luật thủ đô năm 2012. Đây đều là những cơ sở quan trọng để thủ đô phát triển tốt hơn. Với những đóng góp cống hiến to lớn, ông Phạm Quang Nghị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến thắng hạng 3, Huy chương Chống Mỹ cứu nước hạng 2, Huân chương Lao động hạng 3, hai lần Huân chương Lao động hạng nhất, danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú năm 2024.